Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh video của mình. Thì trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất trong Excel. Thì đây là cái hướng dẫn chỉ mang tính chất là thiên về kiến thức Excel căn bản. Vì thế cũng rất mong các bạn đừng có bình luận quá gay gắt. Thì đây là những kiến thức rất cơ bản trong Excel. Thì như chúng ta đã biết á, thì trong quá trình thao tác dữ liệu trên Excel á, thì có những lúc thì bạn cần phải chỉ ra các giá trị lớn nhất, nhỏ nhất ở trong bảng tính để chúng ta có sự so sánh giữa các dữ liệu. Thì cái việc này thì các bạn có thể là thực hiện bằng cách thủ công, đó là chính là bằng cách thủ công. Ví dụ như thế này, ví dụ đây là một cái bảng dữ liệu như thế này, thì đối với bảng này thì chúng ta có 10 mẫu tin, 10 mẫu dữ liệu như thế này, được đánh số thứ tự từ 1 đến 10 như thế này đó. Thì nếu như các bạn thấy thì với cái số lượng dữ liệu như thế này thì chúng ta có thể nhìn, ví dụ yêu cầu là chúng ta sẽ tìm cái điểm lớn nhất ở các môn học. Thì nếu như mà dữ liệu ít như thế này thì các bạn nhìn thì nó cũng chúng ta có thể xác định được một cách dễ dàng đó, đúng không? Chúng ta có thể xác định một cách dễ dàng đó. Tuy nhiên trong những trường hợp thì cái bảng dữ liệu này, tôi giả sử cái bảng dữ liệu này nó có đến vài trăm mẫu dữ liệu vài trăm mẫu dữ liệu hoặc là vài ngàn ấy, thì mà các bạn ngồi mà các bạn để các bạn tìm ra cái dữ liệu lớn nhất á, thì nó rất là khó khăn đó. Hoặc là dữ liệu nhỏ nhất thì nó rất là khó khăn. Thì vậy để làm thế nào để chúng ta để tìm ra những cái mẫu dữ liệu, những cái ô dữ liệu mà có giá trị lớn nhất hoặc cái ô dữ liệu có giá trị nhỏ nhất trên bảng tính Excel đó. Thì trong nội dung bài này thì tôi chỉ hướng dẫn ở cái mức căn bản thôi, đó là cái cách sử dụng các hàm để chúng ta tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất trên Excel. Thì vào bài tập hôm, vào cái nội dung hôm nay thì các bạn có thể truy cập vào website của tôi, đó là hiểutuần.net, để các bạn có thể theo dõi các bài viết rất là chi tiết. Thì ở đây tôi trình bày nè, thì để đầu tiên là chúng ta sẽ tìm cái giá trị lớn nhất ở trong Excel. Thì để tìm giá trị lớn nhất trong Excel thì chúng ta sẽ sử dụng hàm MAX. Hàm MAX thì cái hàm này nó cho phép chúng ta lấy dữ liệu, lấy ô dữ liệu có giá trị lớn nhất trong Excel. Thì cái cấu trúc nó như thế này: MAX number 1, number 2, phẩy number 3. Thì trong đó thì number 1, number 2 thì là những đối số. Thì đối số là ở đây là những gì? Ví dụ đây, đây là đối số này, ví dụ tôi ghi công thức là MAX 8952, ví dụ như thế. Thì cái này được gọi là đối số, công thức này là một công thức chứa các đối số. Đây là các number, đây là các con số, 8952. Ví dụ tôi ghi công thức là MAX 8952 thì kết quả ra là 9, vì số 9 là số lớn nhất. Thì ngoài ra nó còn có một cái dạng nữa, đó là ngoài những đối số này thì nó chứa, nó có thể là vùng dữ liệu, nó có thể là vùng dữ liệu. Ví dụ đây, ví dụ vùng dữ liệu đây, như bạn thấy, ví dụ như tôi muốn kiểm tra cái cột điểm toán này là cái số điểm lớn nhất ở cái cột điểm toán này là bao nhiêu, thì các bạn có thể sử dụng công thức là MAX vùng dữ liệu, vùng dữ liệu. Thì tôi sẽ chọn cột toán, thì cái cột toán, cái ô chứa dữ liệu là từ ô D5. Đây, như bạn thấy, bạn giống đây là cái cột D này, dòng số 5 đó, cột D dòng số 5 đến cột D dòng số 14 đây, tức là tới vị trí số 10 đây, tính là cái đây. Thì cái vùng này là ở trong một cột dữ liệu, thì chúng ta sẽ có công thức như sau: MAX D5 đến D14, tức là chúng ta tìm giá trị lớn nhất từ ô D5 đến ô 14. Thì khi các bạn sử dụng công thức này thì nó sẽ cho kết quả ta là con số 9, ở đây là con số 9 là lớn nhất. Đây, các bạn sẽ xem ví dụ qua ví dụ để chúng ta thấy rõ hơn.
Thì để sử dụng Hamad thì chúng ta trước tiên để xuống cái máy sale á, mỗi hàng thì trước tiên các bạn muốn sử dụng hàng thì chúng ta phải sử dụng cái bàn trước. Sau đó các bạn gõ tên hàng, ví dụ ở đây tôi gõ là Hamad. Rồi chúng ta mở ngoặc ra. Rồi các bạn hãy chọn cái vùng dữ liệu đây, tôi chọn cái vùng dữ liệu đây. Đó. Sau đó chúng ta đóng ngoặc lại và chúng ta chỉ cần Enter. Ha. Chúng ta nhấn Enter là được. Ha. Đây thì nó ra con số 9 cho chúng ta. Con số 9. Và để kiểm tra các cột còn lại, ví dụ cột điểm, ví dụ như cái cột điểm lý, điểm hóa, điểm ven, điểm sinh, thì các bạn chỉ cần gì đưa con chuột chỗ này nó xuất hiện giống một cái dấu mũi tên, một cái biểu tượng màu đen chữ thập, các bạn chỉ cần việc kéo và chúng ta thả ra là nó sẽ tự động kiểm tra dữ liệu cho chúng ta đó. Thì đây là cái cách sử dụng Hamad khi đối số của nó là một vùng dữ liệu à, các bạn lưu ý nha, đối số nó là một vùng dữ liệu. Tiếp tục tôi lại tiếp tục đặt trường hợp là các bạn kiểm tra chúng ta kiểm tra tất cả các điểm điểm toán, tất cả các điểm thử cái số điểm nào là lớn nhất à, thì các bạn cũng có thể dùng Hamad. Hamad à, đầu tiên chúng ta có thể sử dụng Hamad, chúng ta sử dụng à, chúng ta cũng sử dụng Hamad rồi chúng ta mở ra à, các bạn cũng chọn vùng dữ liệu, chọn tất cả các vùng dữ liệu như thế này đó, rồi thì kết quả nó cũng cho ta bằng chính. Thì à, điểm lớn nhất ở trong cái bảng dữ liệu này là điểm chính, đúng không các bạn? Đó, đó là Hamad. Tiếp tục chúng ta sang cái hàm tìm giá trị nhỏ nhất. Thì để tìm giá trị nhỏ nhất thì chúng ta sử dụng hàm min. Thì về cơ bản thì hai cái hàm này nó giống nhau, các đối số thì nó giống nhau. Ví dụ tìm giá trị lớn nhất chúng ta dùng Hamad, đối số của nó là các number. Thì tương tự hàm min cũng vậy, chúng ta dùng hàm min cũng number 1, number 2, thì trong đó number 1, number 2 là các đối số hoặc là vùng dữ liệu. Đó, chúng ta lưu ý nè, vùng dữ liệu. Đó, thì giả sử chúng tôi có công thức như sau, min 8952 thì kết quả cho bằng 2 vì số 2 là số lớn nhất. Đó. Vậy ở đây là tôi đang lấy cái ví dụ là nó đang cái hàm min này là các đối số. Vậy khi sử dụng hàm min đối với vùng dữ liệu thì chúng ta làm như thế nào? Thì nó cũng không khác gì cái hàm max. Đó, nó không khác gì cái hàm tìm giá trị lớn nhất. Đó. Thì để sử dụng hàm min đối với những cái vùng dữ liệu thì chúng ta cũng có cấu trúc như sau, min chúng ta chọn vùng dữ liệu. Ví dụ như tôi gọi công thức là min từ fname đến fbox, F14 tức là cái cột điểm hóa này, tức là tìm giá trị nhỏ nhất từ ô fname đến F14. Đó. Rồi, chúng ta sẽ xem cách làm đây. Đây, đây là cột điểm hóa đúng không? Tôi sẽ sử dụng hàm min. Đầu tiên chúng ta gõ dấu bàn. Chúng ta sử dụng hàm min. Đó, ta mở ngoặc ra. Rồi các bạn chọn cột dữ liệu là cột điểm hóa. Rồi, kết quả chúng ta cho bao nhiêu? Phải con số 4 không ạ? Đây, con số 4. À, thì cột điểm hóa có cái điểm 4 là cái điểm nhỏ nhất. Và tương tự các bạn cũng kéo à, chúng ta cứ kéo và thả à. Và tương tự chúng ta cứ cứ kéo và thả thôi à, chúng ta cứ quay các lại được hết, nó đều được hết à. Rồi tương tự chúng ta sẽ tìm điểm số nhỏ nhất ở trong tất cả các cột điểm này, thì tương tự chúng ta cứ sử dụng hàm min min đó. Rồi sau đó chúng ta cũng chọn bảng dữ liệu này. Rồi chúng ta đóng ngoặc lại và chúng ta có kết quả là con số 2. Đó. Thì về cơ bản thì hai cái hàm này là nó rất dễ sử dụng các bạn ạ. Thì trong giới hạn video hôm nay thì tôi chỉ hướng dẫn các bạn ở mức căn bản thôi, cách sử dụng hai cái hàm này thôi. Thì trong những cái bài tiếp theo tôi sẽ cung cấp thêm một số hàm căn bản nữa.
và sau đó tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mà chúng ta sử dụng hàm để chúng ta lồng vào nhau để chúng ta giải quyết một số bài toán đơn giản. Cuối cùng, xin chúc các bạn nhiều sức khỏe và có nhiều cái công việc thật là tốt. Nếu có gì thì các bạn cứ để lại tin nhắn cho tôi sẽ trả lời một cách nhanh nhất. Xin chào tạm biệt.